dân Việt phản ứng cực gắt sau khi tân đại sứ Mỹ ca ngợi tên tội phạm. Việc Bộ Ngoại giao Mỹ vinh danh kẻ phạm tội tuyên truyền chống nhà nước Việt Nam là Phạm Thị Đoan Trang không chỉ khiến phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng phản đối mạnh mẽ, xem đây là hành vi gây tổn hại, không xứng tầm với quan hệ của hai nước, mà còn khiến dân mạng Việt Nam phản ứng rất tiêu cực. Chỉ cần lướt qua các tương tác, bình luận những ngày gần đây trên fanpage của Đại sứ quán Hoa Kỳ cho thấy tín nhiệm và niềm tin của dân Việt đối với nước Mỹ đã khủng hoảng, sâu sắc tới cỡ nào. Ngay khi tân đại sứ Mỹ ca ngợi những lời có cánh về Phạm Thị Đoan Trang rằng những hoạt động vì bình đẳng giới và tăng cường cho phụ nữ của Phạm Thị Đoan Trang đã khơi gợi cảm hứng cho hàng triệu phụ nữ Việt Nam yêu cầu được tôn trọng và theo đuổi sự nghiệp trong những lĩnh vực mà vốn đàn ông chiếm ưu thế. Sự vận động của bà đã thúc đẩy một xã hội bao trùm hơn và những hoạt động của bà liên quan đến các vấn đề môi trường đã giúp bảo vệ một Việt Nam hưng thịnh hơn cho thế hệ mai sau. Chúng tôi xin tuyên dương những hoạt động trong hòa bình của bà vì một Việt Nam bình đẳng, bao trùm hơn và phát triển hơn. Đã thu hút hàng ngàn phản ứng phẫn nộ và hàng ngàn bình luận chỉ trích. Đa số các ý kiến cho rằng, nếu Mỹ thấy Phạm Thị Đoan Trang tốt đẹp thì hãy rước đi dùm cho Việt Nam. Việc tân đại sứ Mỹ ca tụng kẻ vi phạm pháp luật Việt Nam là vi phạm điều ước quốc tế, là hành động phi chính trị. Công kích Hoa Kỳ áp dụng tiêu chuẩn kép khi xử tù những kẻ chống chính phủ Mỹ như Edward Snowden hay người Mỹ xâm phạm Tòa Bạch Ốc phản đối kết quả kiểm phiếu lại đi vinh danh kẻ chống phá cực đoan đất nước. Hoài nghi hệ thống tình báo và thu thập tin tức của chính phủ Hoa Kỳ bị lỗi nghiêm trọng khi đưa ra phán đoán sai về hàng triệu phụ nữ Việt Nam noi gương Đoan Trang. Không chỉ có bài viết, clip tân đại sứ Mỹ ca tụng Đoan Trang nói trên bị dân chúng Việt phản ứng kịch liệt. Ngay sau đó, hàng loạt thông tin khác trên fanpage này cũng bị dân mạng phản ứng dây chuyền. Chẳng hạn bài viết phản ánh buổi trao đổi giữa đại sứ Mỹ với chính quyền Hà Nội trong hợp tác chống dịch bệnh cũng gặp phải phản ứng của dân mạng Việt. Chẳng hạn có bình luận lên án Mỹ, hợp tác với Việt Nam nhưng lại tôn vinh Phạm Thị Đoan Trang, kẻ chống nhà nước Việt Nam, bị pháp luật Việt Nam phạt tù. Tôi xin hỏi ngài đại sứ, nếu có một người Mỹ nào đó viết một bản cẩm nang nuôi tù để kích động kêu gọi các tù nhân trong nhà tù Guantanamo và nhân dân Mỹ chống lại chính phủ Mỹ, liệu người đó có bị bắt, bị xét xử và phạt tù không? Cũng có một vài đồng bọn của Phạm Thị Đoan Trang vào cảm ơn, kêu gọi đại sứ Mỹ tiếp tục ủng hộ phong trào dân chủ như Nguyễn Văn Đài. Nhưng ngay lập tức bị hàng loạt bình luận bóc mẽ cực gắt từ cộng đồng mạng như ngáo, Hoa Kỳ mất ngàn tỷ đô la nuôi nhầm lũ buôn tin gian bán hàng giả. Xem ra, hành động suy tôn một kẻ chống nhà nước cực đoan, phản cảm, điên cuồng như Phạm Thị Đoan Trang là sai lầm nghiêm trọng của ngành ngoại giao Mỹ nói chung và tân đại sứ Mỹ nói riêng.